hết chỗ lấy xe luôn rồi mọi người ơi. Hôm nay nhân dịp đông xe như vậy, em quay cho mọi người xem MV xinh này luôn nha. Cái vẻ bên ngoài của em nó đang bị trời xước rất là nhiều rồi, và trước đó là em nó cũng đã dán keo trong bảo vệ rồi mọi người, nhưng mà sau một thời gian á nó đã bị ố vàng rồi, nó gây mất cái sự thẩm mỹ. Nhưng mà hôm nay chị khách ghé học shop em á, không phải là dán lại keo trong bảo vệ mà lên màu áo mới luôn, và cái màu chị khách chọn rất là đặc biệt luôn, màu trắng anh học. Còn bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa, xin mời theo em để theo dõi quá trình thi công anh em thợ bên em sẽ như thế nào nha. Sau một khoảng thời gian thi công thì cuối cùng anh em thợ bên đây cũng đã hoàn thiện cho em nó. Màu trắng anh hồng này khi mà anh chị mình di chuyển ra ngày nắng á, nó có ánh lên màu hồng làm cho xe của anh chị mình trở nên thu hút và nổi bật hơn. Thì ngoài màu trắng anh hồng này ra, shop em còn có trắng anh xanh, trắng anh vàng, hoặc là anh chị em thích sự đơn giản á, thì có thể chọn trắng ngọc trai hen. Và shop em bảo hành cho anh chị em mình là 24 tháng về màu và 12 tháng lỗi do bong chóc kỹ thuật. Và trước khi dán đổi màu tại shop em, anh chị em sẽ được rửa full xe chi tiết từ trong ra ngoài bằng dung dịch chuyên dụng. Và chưa dừng ở lại ở đó, sẽ còn đi kèm thêm là gói vệ sinh nồi cho dòng xe ga, hoặc là tặng kèm chai xịt dưỡng sên cho dòng xe số. Và cuối cùng sẽ là voucher giảm 100 ngàn cho lần sử dụng tiếp theo. Thì ngoài hai chi nhánh ở Gò Vấp, anh chị em nào ở gần quận 12 hoặc là Hóc Môn á, có thể đến chi nhánh 3 tại shop em là đối diện với cổng khu công viên phần mềm Quang Trung này hen. Còn bây giờ sẽ là vẻ đẹp của em Vision sau khi wrap full màu trắng ánh hồng tại đề can xe Gò Vấp.